Nữ đế bệ hạ. Trần Nam, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tam sinh của ta. Ngươi nhất định cẩn thận nha. Nữ đế rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Tam sinh, lẽ nào là tam sinh kiếp sắp tới rồi sao? Đó là phi diệt nữ đế sao? Không, đó là tam sinh kiếp. Chết đi. Bằng việc chi quân. Chết đi. Chết đi. Xem ra tuy chiến lực của người này không tầm thường, nhưng chẳng qua chỉ là cỗ máy giết chóc không có linh trí mà thôi. Trần Nam, ngươi chống đỡ thêm chút. Ta đã truyền âm cho đám võ duyên, bọn họ rất nhanh có thể chạy tới đó. Ta biết rồi. Không được, cứ tiếp tục như này, sợ rằng mình sẽ bị nàng ta đóng băng trước, buộc phải kéo giãn khoảng cách thôi. Trực tiếp dụ nàng ta tới cổ bia chấn thần, mượn lực lượng của cổ bia chấn thần cầm chân nàng ta. Rất tốt, xem ra không bao lâu nữa, linh hồn lâm mộ có thể thoát khỏi trói buộc dưới sự hỗ trợ của bức tượng băng này rồi. Phi Diệt, ngươi không thoát được đâu, ta sẽ còn quay lại. Tiền bối, ngài không sao chứ? Yên tâm đi, tạm thời không chết được đâu. Chủ nhân của cấm địa yêu thần sắp tới rồi, ta đưa các người rời khỏi nơi này trước nha. Ngưng! Ba vị sư huynh, các người ở lại cấm địa yêu cầu sợ rằng hoàn cảnh sẽ không hay, không bằng cùng với Long Hậu tới Phản Hy Minh đi. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Tiền bối, vậy chúng ta đi trước nha, sau này có duyên sẽ gặp lại nha. Núi Vô Danh, bọn họ quay về rồi. Xác đồng về tay chưa? May mắn không làm nhục sứ mệnh. Tất cả đều ở trong này hết. Đù, các người lẽ nào lấy hết tất cả xác đồng võ thần và xác đồng đại đế hả? Tiền bối đó không sai ha. Lần này nguyên liệu luyện chế Thí Long Diệt Đạo Chu Tiên Thương đã đủ rồi. Đúng rồi, tam sinh kiếp đó rốt cuộc là cái gì vậy? Ta vừa rồi khi giao thủ với nàng ta đã phát hiện, tuy chiến lực của nàng ta rất mạnh nhưng hoàn toàn không có linh trí, chỉ dựa vào lực lượng của một mình ta cũng đủ đối phó rồi. Được rồi, bây giờ ta nói cho ngươi đoạn tiếp theo liên quan tới trận chiến tranh vào 8.000 năm trước. Nhưng trước lúc đó, tiểu tử ngươi chỉ là võ tổ cổng con, không có tư cách biết những chuyện này. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc thực lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Con mẹ nhà ngươi! 8.000 năm trước, phi diệt nữ đế bệ hạ vào sau khi liên quan rút lui thì đã vận chuyển thuật cấm kỵ, tam sinh công, nhờ nó mới đột phá phong tỏa của Nam Thiên Môn. Trở thành người đầu tiên phi thăng từ vạn cổ cho tới nay. Tam sinh công, có thể đột phá phong tỏa của Nam Thiên Môn, môn công pháp này nhất định rất lợi hại nha. Chuyện còn lại, vẫn để ta tự nói đi. Nữ đế bệ hạ. Thiên đạo luân hồi, sự sống không tắc, bất luận người có tư duy mạnh cỡ nào, tuổi thọ đều sẽ có ngày cạn kiệt mà tam sinh công ta tự sáng tạo. Lại có thể mượn lực lượng của kiếp trước, kiếp này, kiếp sau để tu luyện, ngày xưa khi đối chiến với Nam Thiên Môn. Ta đã dùng tam sinh công gọi ra kiếp trước của ta giúp ta một tay. Vậy mà còn có loại thao tác này ư? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.